Xin chào các bạn, thay vì chúng ta phải soạn thảo nội dung trên PowerPoint thì bây giờ tôi sẽ cho máy tính tự động tạo slide thuyết trình chỉ trong vài phút. Đây chính là công cụ Gamma, một công cụ tạo bài thuyết trình tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Nó sẽ tự động tạo ra các slide, thiết kế bố cục, chèn hình ảnh và video hoặc là thêm hiệu ứng. Vừa tiết kiệm thời gian và rất dễ sử dụng các bạn nhé. Vậy cách sử dụng sẽ như thế nào? Đầu tiên thì các bạn sẽ mở trình duyệt web lên và nhập từ khóa gamma.app. Sau đó sẽ chọn vào mục Sign up for free. Nhấn vào mục Continue with Google để chúng ta đăng nhập bằng tài khoản Gmail của bạn. Bạn chọn tài khoản Gmail và nhấn Tiếp tục. Tại đây thì bạn sẽ đặt tên cho cái không gian làm việc của bạn ở trên Gamma với mục đích là làm việc theo đội nhóm hay là cá nhân. Ở đây mình sẽ chọn là cá nhân và chọn là Create Workspace. Cho với app Gamma sẽ hỏi bạn là sử dụng Gamma với mục đích gì. Chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi ở phần này. Hỏi về nghề nghiệp này, hỏi về vai trò bạn trong nghề nghiệp của bạn là gì này. Và hỏi là bạn sẽ biết về Gamma từ nguồn thông tin nào này. Sau đó bạn sẽ nhấn vào mục Get Started. Tại đây thì chúng ta sẽ có 3 lựa chọn để bạn thiết kế cái đầu vào cho bản thuyết trình. Lựa chọn số 1 đó là Batch Intake. Lựa chọn này sẽ giúp bạn sẽ tự nhập cái nội dung chính vào Gamma và Gamma sẽ tự động tạo bài thuyết trình dựa trên nội dung bạn nhập. Lựa chọn số 2 là Generate. Lựa chọn này thì cho phép bạn nhập tiêu đề chính hay từ khóa của bài thuyết trình. Sau đó AI sẽ tự động tạo ra các nội dung chính từ từ khóa ban đầu bạn đã nhập. Sau đó AI cũng sẽ tự động tạo bài thuyết trình. Lựa chọn số 3 là Import File. Lựa chọn này sẽ cho phép bạn import file Word chứa những cái nội dung có sẵn mà bạn đã soạn thảo. Rồi Gamma cũng sẽ tự động tạo bài thuyết trình. Mình sẽ làm từng trường hợp cho các bạn hình dung nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chọn là Generate trước. Tiếp theo thì bạn sẽ có thể là chúng ta sẽ nhập từ khóa nội dung chính của bài thuyết trình. Các bạn sẽ nhập vào mục này. Ở tùy chọn này thì bạn có thể chọn số slide mà bạn sẽ muốn nó tạo ra. Ở đây các bạn chú ý dùm mình là bản free thì giới hạn là chỉ có 10 slide thôi nhé. Sau đó là bạn sẽ chọn cái ngôn ngữ mà nó sẽ bài thuyết trình sẽ xuất ra. Thì ở đây mình sẽ chọn là tiếng Việt. Ở đây thì chúng ta sẽ có 3 cái tùy chọn là bạn có thể tạo bài thuyết trình, tạo website hoặc là tạo một cái bản tóm tắt bằng file Word ở đây trên này nhé. Rồi bây giờ bạn sẽ nhấn vào mục Generate Outline để nó sẽ tạo ra những cái nội dung chính từ cái từ khóa mà bạn vừa viết. Bạn cũng có thể là chúng ta chỉnh sửa, chúng ta xóa hoặc là sửa hoặc là thêm mới từng cái outline này các bạn nhé. Thì một cái outline này nó sẽ tương ứng gần như là một cái slide đó. Nó sẽ diễn giải ở trên một cái slide. Phần amount of text per card có nghĩa là cái số lượng từ cái trí tuệ nhân tạo nó sẽ diễn giải cho về cái nội dung ở từng slide. Ví dụ là diễn giải về lịch trình tham quan thì cái nội dung từ là nhiều, ít, vừa hoặc là chi tiết thì chúng ta sẽ chọn ở đây. Thì hiện tại đây mình sẽ chọn là medium. Sau đó mình sẽ nhấn vào mục continue để đi đến cái bước tiếp theo. Ở cái bước này chúng ta sẽ chọn cái theme, tức là cái thiết kế cho cái file trình diễn đó. Thì ở đây mình có thể là mình chọn subfolder là để nó tự tạo, tự chọn, hoặc là chúng ta sẽ chọn một mẫu. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào mục generate để Gamma sẽ bắt đầu tạo bài thuyết trình. Và đây là kết quả của việc là nó sẽ tự thêm nội dung, các bạn nhìn thấy không ạ? Tự thêm hình ảnh, tự thiết kế cái bố cục cho slide. Rất là hay đúng không ạ? Bạn cũng có thể đi lên từng nội dung này, từng slide này, bạn xem là bạn thấy ok chưa. Nếu không ok thì bạn có thể chỉnh sửa nội dung theo ý bạn muốn hoặc chỉnh sửa theo bố cục các bạn muốn nhé.
Đó là các cái tùy chỉnh là về phông chữ, màu nền. Bạn cũng có thể thêm card vào đây đúng không ạ? Thêm slide vào phần này. Chọn cái bố cục mong muốn. Chèn hình ảnh hoặc là chèn các cái đối tượng khác nhúng vào trên slide. Chúng ta có thể upload ảnh lên từ một cái liên kết hoặc là upload từ máy tính đi lên. Nhấn thêm các cái đường link hoặc các cái đối tượng khác ở những ứng dụng khác. Ta có thể chèn biểu đồ. Sau đó chúng ta có thể trình diễn bằng cách nhấn vào resend để chúng ta trình diễn. Các bạn có thể nhấn vào share, chúng ta tải cái file này về dưới dạng là file PowerPoint nhé. Chọn export thì các bạn chọn export thì có thể là chúng ta export dưới dạng PDF hoặc là PowerPoint, các bạn tải về máy. Đó, nó sẽ xuất ra dưới dạng là file PowerPoint cho chúng ta. Đây chính là file đã xuất xong, thì các bạn sẽ nhìn thấy rất là đẹp. Rồi, vậy còn đối với hai trường hợp còn lại thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào Home để chúng ta quay ra. Chúng ta sẽ thử nghiệm tiếp hai cái lựa chọn ở bên phần này. Lựa chọn thứ hai đó là Inbox File. Thì đấy, khi mà các bạn nhấn vào đây thì chúng ta sẽ có sẵn. Đó, chúng ta sẽ cho phép là AMA liên kết tới cái Google Drive của mình. Hoặc là chúng ta có thể upload cái file của mình lên. Ở đây, ví dụ mình sẽ upload một cái file mà đã chứa sẵn cái nội dung ở trong đó. Mình đã chọn sẵn ở trong máy tính rồi. Và chọn chúng ta sẽ chọn mục Presentation, sau đó chọn Continue. Rồi tại đây thì nó cũng sẽ chúng ta thiết lập các cái phần nội dung. Sau đó thì bạn cũng sẽ nhấn vào mục Continue để chúng ta sẽ tạo chọn mẫu, và chúng ta cũng nhấn vào Generate để nó sẽ tự động tạo ra cái bản thuyết trình tự động cho chúng ta. Còn cái trường hợp mà Pass Intake thì sao? Pass Intake nếu mà trong trường hợp này thì bạn sẽ nhập trực tiếp cái nội dung mà bạn muốn Gamma sẽ tạo cái bài thuyết trình, thì bạn nhập trực tiếp nội dung vào đây. Nó cũng ba cũng sau đó nó cũng có ba lựa chọn như ở dưới, sau đó bạn nhấn Continue này. Rồi bạn tùy chỉnh các cái phần về số lượng các cái text ở trong cái từng slide nếu như bạn muốn. Sau đó chọn số card. Và nhớ là output các bạn phải chọn là tiếng Việt nha. Sau đó là nhấn vào phần Continue và chọn Generate như bình thường. Khi này thì nó cũng sẽ tạo ra cho chúng ta cái bản trình diễn. Nhiều bạn có hỏi mình là nếu như mà nó bị giới hạn chỉ 10 slide như vậy thì chúng ta nên dùng nó như thế nào? Thì một cái mẹo ở đây là bạn chia nhỏ cái nội dung mà bạn sẽ muốn nó tạo slide ra. Các bạn hiểu ý không ạ? Bạn cứ chia nhỏ nội dung chứ đừng có áp hết trong một lần. Đó, thì nó sẽ tạo ra từng nội dung nhỏ nhỏ một, tạo ra nhiều slide hơn. Như vậy là mình vừa dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta sử dụng Gamma. Hy vọng cái công cụ này sẽ hữu ích cho các bạn nhé. Xin chào tạm biệt.